Lục Andrei Yima, đại chia bờ thiên khóc ta lai bờ thiên niên thập đầy Ukraine, ba nỉ dây ca bị ngày ả tích trong sắp đà thà, lục Volodymyr Zelensky, bàn đạc trên nơi sức đầy bình chạp mũi, đại nâng đạc tuần cam rời dạp bê ha sắp chạm lơ xâm quân mất rộ bò rù xì nú cư ai rong đầm bây chạy tơ nâng ca cục cung à vô rộ bò tì krong tê hê rong đò tì krong mù sku ní bà dông tam ca chọc sai đòi tì phnẹ nghe xa bò rộ miên ASP nơi ngay chăn tìm phay bàm bôn khai ổ sổ phía chạm bì bòn mù phay bầy. Ca bì thay ả tích trong sắp đà còn lòng tờ ní, tì krong kiếu bàn à an thà. Tì krong Moscow bán phơ ca vi bro ha trông tri thông đòi dùn hoa trôn một lờ Ukraine đòi pra trôn chùm nuôn ha sập bốn cương phở lật đòi ai rong hai ha sập bì cương khnông chùm nòm dùn hoa trôn càng ní trợ bán banh tùm lẹ bro sân bác phía Ukraine anu mặt lờ xích đầy bình chạp ní. Nú nâng chiên tờ đo ca bần chốc ca đất chinh chun tùm nâng bì ai rong chlong cắt Ukraine nâng ca pra đàn à ca rò bọc luôn. Có đôi chì ca đạc tuần cam phnay bình nịch cam hề rành vật thô nâng bà chạy vị chìa bà chăng ai rong, rung tiàng bồ ruột ai rong mùi chùm nún phong đài. Cô bình chạy thà cần lòng mốt tì krong kiếu nâng xung quân mất rộ bọc luôn nị dây thà, ai rong bán nâng cùng bông cục cung sọc viên vụt đò rù xì, đài ruông miên tiàng dùn hò trôn rộp rồi cưỡng chặt tăng bì krong mù sku cho chuyên biên Ukraine ca bì chnam bì bòn phay bì.